Ảnh, Ngô Thanh Vân tranh cãi nảy lửa về vấn đề chọn diễn viên. Bên khẳng định phải chọn người hợp vai. Không có hợp vai với cái nhân vật đó thì tôi nói thiệt, không hợp vai thì Trấn Thành diễn cũng chứ đừng nói các bạn nha. Ai trên đời thì diễn cũng hết. Hollywood cũng vậy thôi, không hợp vai diễn cũng dở luôn. Thì tôi nghĩ đó là một cái yếu tố cực kỳ quan trọng để quyết định mình diễn giỏi hay diễn dở. Bên phản bác, đã là diễn viên thì vai nào cũng phải diễn được. Phải xin cho mình đúng cái vai đó để mình diễn. Chị nói thiệt nha, ở thị trường Việt Nam diễn viên nhiều khi còn chưa có xin được nữa, nhiều khi có chưa có vai để chọn, để được chọn lựa nữa, chứ đừng nói mấy đứa mới bắt đầu đi học. Đúng không? Làm gì có nhiều cơ hội để đi chọn. Làm gì có điều đó. Mình muốn là diễn viên thì bất cứ một cái vai diễn nào mình cũng phải làm được. Netizen cắn hạt dưa hóng xem ai đúng ai sai. Chỉ mỗi Trấn Thành bị soi gương mặt sượng chân nhưng vẫn được dân tình ủng hộ. Sau loạt hình ảnh mới cùng Harry đến dự sự kiện khai trương của Trường Giang, Trấn Thành tiếp tục gây chú ý khi có màn tranh luận nảy lửa với nhà sản xuất diễn viên Ngô Thanh Vân. Theo đó, Trấn Thành đã góp mặt trong một cuộc thi tốt nghiệp của Học viện Diễn xuất do nữ đạo diễn nhà sản xuất phim Ca Thi Uyên thành lập với vai trò giám khảo. Ngoài nam diễn viên nhà bà nữ, buổi thi còn có sự xuất hiện của Ngô Thanh Vân, đạo diễn Phan Gia Nhật Linh và đạo diễn Đinh Hà Uyên Thư. Với vai trò là một giám khảo, Trấn Thành tại sự kiện này đã bày tỏ quan điểm của mình về nghề diễn cũng như cách lựa chọn diễn viên cho một bộ phim. Anh nói: "Trước quan điểm của Trấn Thành, nhà sản xuất đạo diễn Ngô Thanh Vân lập tức lên tiếng phản bác, cho rằng đã là diễn viên thì vai diễn nào cũng phải diễn được và không có nhiều cơ hội để lựa chọn." Cũng qua video có thể thấy, gương mặt của Trấn Thành sượng chân ngay tại hiện trường trong lúc nghe Ngô Thanh Vân phản bác quan điểm của mình. Ngay sau khi những quan điểm của Ngô Thanh Vân và Trấn Thành được chia sẻ trên mạng xã hội, khán giả đã không ngớt quan tâm và đưa ra nhiều ý kiến trái chiều. Cụ thể có người cho rằng Ngô Thanh Vân đúng, bởi không phải ai, ngay cả diễn viên lâu năm cũng được quyền lựa chọn vai diễn. Hú chi đối tượng các giám khảo đang nói đến là diễn viên trẻ, những người mới ra trường thì việc canh cá chọn canh có thể khiến họ đánh mất cơ hội hoặc nhiều hơn là không sống được với nghề. Ngược lại, phe ủng hộ Trấn Thành cũng đưa ra ý kiến, cho rằng nam diễn viên bố già nói cũng chẳng hề sai. Bởi nếu cố đấm ăn xôi, đóng vai không hợp với màu sắc của bản thân có thể phá nát cả nhân vật lẫn nguyên bộ phim. Một ví dụ mà phe ủng hộ Trấn Thành đưa ra, đó là nếu giờ để Ngô Thanh Vân đi diễn hài, liệu cô có thể làm tốt hay không? Tất nhiên điều này là khó nói, bởi trước này nữ diễn viên rất hiếm đảm nhận một vai hề hước gây cười. Trong khi đó, một số cư dân mạng khác lại nhận định quan điểm của Ngô Thanh Vân và Trấn Thành đều đúng. Đối với các diễn viên trẻ, họ nên cân nhắc nhiều hơn đến quan điểm của Ngô Thanh Vân, đó là vai nào cũng diễn và phải diễn cho ra nhân vật, như thế mới tạo được ấn tượng với khán giả. Sau quãng thời gian nỗ lực và có chỗ đứng rồi, thì đến lúc đó họ mới có thể nghĩ đến quan điểm của Trấn Thành, đó là lựa vai diễn cho phù hợp. Tuy nhiên, nếu muốn bản thân không bị dập khuôn, nhàm chán, thì diễn viên vẫn nên cân nhắc tới việc nhận những vai diễn mới để thử sức bản thân nhiều hơn. Bên cạnh vấn đề chọn diễn viên, khán giả cũng đưa ra nhiều ý kiến khác, cho rằng còn rất nhiều yếu tố để tạo nên một bộ phim xuất sắc. Một trong những yếu tố quan trọng nhất đó là kịch bản. Có người thể hiện sự bức xúc rằng điện ảnh Việt hầu hết đều lựa chọn con đường an toàn, đó là Việt hóa lại kịch bản ngoại. Trong khi đó, nước nhà có rất nhiều tác phẩm hay, cũng có biên kịch tốt vậy nhưng chưa được tận dụng.